Năm 2020, dù bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh COVID-19, nhưng ngành công nghệ thông tin truyền thông thành phố Đà Nẵng vẫn đạt tăng trưởng tốt. Theo đó, năm 2020, trong bối cảnh GRDP thành phố giảm, ngành công nghệ thông tin truyền thông vẫn tăng trưởng 4,23%, Tỷ trọng đóng góp của ngành công nghệ thông tin truyền thông trong GRDP thành phố năm 2020 là 4,75% thời gian đến thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin xứng tầm là một trong năm lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố phấn đấu đóng góp khoảng 10% grdp thành phố vào năm 2025 và khoảng 15% grdp thành phố vào năm 2030.